Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học thực hành kế toán trong công ty sản xuất bao bì của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Kế toán trong công ty sản xuất bao bì là một sản phẩm đặc biệt được dùng để bao bọc nhằm bảo vệ giá trị sử dụng của hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, bảo quản trong kho và tiêu thụ sản phẩm. Cách để phân loại được bao bì như bao bì cứng, mềm, giấy và thủy tinh để từ đó có thể định mức được giá thành cho từng loại sản phẩm sản xuất ra. Các nội dung chính trong khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính: nội dung liên quan đến đầu kỳ, nội dung thứ hai các phát sinh trong kỳ và nội dung thứ ba liên quan đến cuối kỳ. Ở nội dung đầu kỳ sẽ đi vào khai báo, thiết lập cơ sở dữ liệu đầu kỳ một cách khoa học, có hệ thống, giải thích được các chỉ số trên số dư của cuối năm trước cần phải lưu ý những gì đối với công ty sản xuất bao bì và ý nghĩa của các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản so với các báo cáo chi tiết liên quan. Ở nội dung thứ hai đi vào chi tiết các chứng từ hóa đơn phát sinh trong kỳ, bao gồm các nội dung liên quan đến mua nguyên vật liệu, xử lý đối với trường hợp âm kho, hướng dẫn thực hiện việc định mức đối với mảng sản xuất bao bì, các hóa đơn chứng từ mua công cụ dụng cụ, thực hiện việc phân loại đối với công cụ dụng cụ sử dụng cho từng bộ phận căn cứ vào mục đích sử dụng, hạch toán các hóa đơn liên quan đến mua tài sản cố định và các hồ sơ liên quan đến mua tài sản, hồ sơ thanh lý tài sản cố định, thủ tục thanh lý và các cơ sở pháp lý. Các nội dung liên quan đến kho, nội dung liên quan đến chi tiền lương và trích các khoản bảo hiểm. Kiểm tra lại toàn bộ các số liệu trước khi thực hiện việc tính giá thành. Đây là nội dung quan trọng trong quá trình làm kế toán đối với công ty sản xuất. Đó là sự kết hợp cuối cùng khi các bạn đã hoàn thành được toàn bộ các bước trên, tập hợp toàn bộ các chi phí cũng như doanh thu. Hướng dẫn thực hiện lên tờ khai hàng tháng, hàng quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Hướng dẫn việc kiểm tra đối chiếu đúng sai trên tờ khai. Và nội dung thứ ba liên quan đến cuối kỳ, hướng dẫn kiểm tra lại toàn bộ các số liệu phát sinh trong năm tài chính. Hướng dẫn và kiểm tra lại các tỷ trọng trong báo cáo tài chính. Và đó là những nội dung khi các bạn tham gia vào khóa học đối với công ty sản xuất bao bì. Trong các giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm tự học, học tại trung tâm, học lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên trang web riêng của kế toán Việt Hưng.com. Điểm đặc biệt đối với giáo trình online, mỗi một chứng từ một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn chi tiết từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến hotline số 0988680223.